Mình đang đứng ở phía bên ngoài của đền Cổ Loa này. Đây là một cái ngôi đền mà phải nói là cổ nhất Việt Nam, được vua Thục An Dương Vương xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc. Đây là tên của nước Việt Nam cái thời kỳ đó, nay thuộc huyện Đông Anh. Cổ Loa. Lễ hội Cổ Loa thì diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng hàng năm, trùng với cái đền gióng ở Sóc Sơn. Đây là cái thời điểm mà rất là đông, mà sẽ diễn ra từ sáng sớm, có các đám rước, nghi lễ, tế lễ và các trò chơi dân gian rất là đông vui. Lễ hội thì có dài đến tận ngày 16 tháng Giêng với lễ tế tại trời đất là kết thúc lễ hội. Ngoài những các ngày lễ hội đông đúc thì các bạn có thể đến đây bằng những ngày thường như thế này. Ngày thường đây trời đang quang nắng thì có người dân đã phơi thóc lúa ở đây, cũng rất là vắng, chỉ có một số vài người dân mà đến quanh hồ đây phía trước đền hóng mát. Đi tới đền thì có rất nhiều các đường đi khác nhau, bạn có thể đi bằng xe máy, xe đạp, xe buýt, taxi. Mình thì cũng quen các tuyến xe buýt ở khu Cổ Loa này. Thì nếu bạn tới khu vực Hà Nội, đi từ Mỹ Đình thì bắt xe số 46, đi từ ga Hà Nội hoặc là công viên Thống Nhất thì là bắt xe 43, đi từ Long Biên thì bắt xe 15, 17 đi qua đường quốc lộ 3, xong rẽ vào đường Cổ Loa là tới đền. Đi từ Như Quỳnh, Gia Lâm, Đại học Nông nghiệp thì có xe 59. Đi xe máy thì sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể chọn những tuyến đường tới Cổ Loa như là từ cầu Thăng Long thì đi ra đường Phạm Văn Đồng, rẽ xuống Hải Bối và đường 6 cây ra quốc lộ 3 và tới Cổ Loa. Đi từ Long Biên thì đi qua cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cử, qua cầu Đông Trù, Tuyên Hội, đi quốc lộ 3 và ra đường Cổ Loa. Đường Cổ Loa tức là đi vào đền Cổ Loa đó. Ở trung tâm thành phố thì mình đi qua cầu Nhật Tân này, rẽ xuống đường 5 kéo dài từ ngã 3 và đi qua đường quốc lộ 3 đến đường Cổ Loa. Đi ở đền Cổ Loa thì có thể đi bằng đi bộ này. Mình đi từ phía ngoài cổng đền vào, cũng đi bộ thì cũng gần, hoặc là đi bằng xe máy. Vào trong đền có rất nhiều điểm để mà thuê và gửi xe.